Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Suốt 3 năm học đại học, N nằm trong đội ngũ ban tổ chức cho không dưới 5 sự kiện của trường, tất cả đều có quy mô lớn, được tổ chức chỉn chu và nghiêm túc. Cuộc sống sinh viên được lấp đầy bằng chuỗi ngày chạy sự kiện, nơi ngày mới bắt đầu với tiết học lúc 7:30 và kết thúc lúc 2:00 sáng sau khi bỏ bài tập và chuẩn bị cho sự kiện. Một lịch trình căng thẳng như thể đang làm lao động cho công ty đang phải chạy doanh số cuối năm. Những sinh viên như N quá quen với những buổi họp ban tổ chức kéo dài, những đêm chạy deadline căng thẳng và cả những lời trách móc từ cán bộ trường nếu hiệu quả công việc không được đảm bảo. Việc liên tục phải tăng ca hay đời sống cá nhân bị đảo lộn, không có lương trở thành điều hiển nhiên. Đổi lại, N có được những mối quan hệ mới, những gạch đầu dòng lấp kín CV, những tấm ảnh chăm like trên Facebook. N quen được với các anh chị cán bộ và được các em khoa mới kết bạn ngay khi nhập học. Quan trọng hơn cả, N có được cảm giác tự hào, tin tưởng rằng bản thân đang trên đà phát triển. Cứ mỗi một sự kiện thành công, một cột mốc mới trong cuộc đời lại được cắm xuống như minh chứng cho hành trình khám phá và phát triển của bản thân. N cảm thấy tự tin, giỏi giang và gần với thành công hơn so với chính mình trong quá khứ. Cảm giác ấy khiến cho N dù nhận thức rõ ràng sự vất vả và bất công trong những ngày làm không công cho trường, vẫn luôn sẵn sàng điền đơn cho những sự kiện tiếp theo. Trong những buổi trò chuyện với N, khi lắng nghe trải nghiệm chạy từ sự kiện này qua sự kiện khác, tôi nhận thấy làm không công cho trường đã trở thành điều hiển nhiên với người trẻ. Cống hiến cho trường không chỉ là việc cần phải làm để phát triển bản thân mà còn là niềm vinh dự. Bất chấp quá trình ấy có tốn công, tốn sức, tốn thời gian đến thế nào, vẫn có những sinh viên nghiễm nhiên chấp nhận làm không công. Vì sao mà những sinh viên như N luôn đầy nhiệt huyết đến mức đánh đổi khi tham gia tổ chức các sự kiện trên? Đặc biệt là khi họ không được trả một đồng lương nào cả, có phải họ đang bị bóc lột bởi chính ngôi trường của mình? Trong video này, qua bài viết chạy sự kiện, thêm kinh nghiệm hay bị bóc lột của tác giả nè, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu. Xin lưu ý, phạm vi bài viết tập trung vào tình trạng của các bạn sinh viên không nhận được lương khi tham gia tổ chức sự kiện của trường. Bài viết này không phản đối việc tham gia tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa nói chung. Đồng thời, bài viết cũng không phản đối việc hoạt động phát triển bản thân của các cá nhân. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu nhé! Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhá. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Một nỗ lực phát triển bản thân. Lý do để N cống hiến thời gian và công sức cho trường thường gắn chặt với các yếu tố kiến thức, kinh nghiệm, danh tiếng và mối quan hệ. Đây là những lợi ích cơ bản mà N luôn kỳ vọng sẽ đạt được thông qua quá trình chạy sự kiện. Tiền lương tuyệt nhiên chưa bao giờ được đề cập. Đây là những yếu tố then chốt làm nền tảng cho thành công lớn hơn trong tương lai như có công việc tốt, săn được học bổng. Nói tóm lại, động lực tham gia gắn chặt với nhu cầu phát triển bản thân sao cho đạt được các tiêu chuẩn thành công trong xã hội. Phát triển bản thân trở thành xu hướng của thời đại. Các diễn ngôn về chủ đề này xuất hiện khắp các phương tiện truyền thông, từ sách self-help, phim ảnh cho đến các fanpage của trường và các lời các anh chị cán bộ. Những hình mẫu công dân lý tưởng được dựng lên gắn chặt với sự tự do, tự chủ, tự tin, độc lập, lý tính, sáng tạo. Những cá nhân sở hữu đặc điểm khớp với tiêu chuẩn sẽ có lợi thế trong cuộc đua đến với thành công. Đồng thời, truyền thông cũng không quên nhắc nhở người trẻ về thứ tiềm lực đang chờ đợi được khai phá bên trong họ. Phát triển bản thân chính là quá trình khai phá tiềm lực. Từ đây, một cá nhân cảm thấy mình có trách nhiệm nâng cao và tối đa hóa giá trị bản thân, vượt qua giới hạn bản thân, trở thành nghĩa vụ đạo đức của công dân trong thời đại mới. Đây được coi như yếu tố cốt lõi. Nếu một người trẻ muốn năng lực bản thân đáp ứng được các nhu cầu xã hội, với thôi thúc trở thành phiên bản tốt hơn, chúng ta ràng buộc mình với những tiêu chuẩn tốt hơn mà xã hội đặt ra, dẫn đến tự bóc lột hay self-exploitation. Còn thở là còn phát triển, dừng lại là thất bại. Con người trở thành những nhà kinh doanh với sản phẩm là chính bản thân. Một cá nhân như một hàng hóa được giao bán trên thị trường, chúng ta trong vai trò những nhà kinh doanh phải nỗ lực khiến bản thân nổi bật, độc đáo, bắt mắt và đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng lực, ta liên tục phải quảng bá bản thân đến người khác, xây dựng những căn tính đạt chuẩn thôi là chưa đủ, ta còn phải truyền thông bản thân đến nhiều người nhất có thể. Đối với N, giá trị bản thân gia tăng cùng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình tham gia sự kiện, vốn xã hội sẽ tăng khi có thêm các mối quan hệ với các anh chị cán bộ, thương hiệu sẽ được nâng tầm cùng những dòng từng làm ban tổ chức tại trên trang cá nhân Facebook. Tất cả những biểu hiện tốt đẹp nhất của bản thân cần phải được phơi bày công khai trên mạng xã hội. Nếu chúng ta đang thực sự tìm cách giao bán mình, vậy thì có những thời điểm nhiều người đã buộc phải biến mình thành món hàng dùng thử, thứ người khác có thể sử dụng mà không cần trả bất cứ chi phí nào. 2. Một hình thức bóc lột. Sinh viên đang bị đối xử không công bằng với sức lao động họ bỏ ra. Nhà trường hưởng lợi rất nhiều từ các sự kiện và hoạt động ngoại khóa. Từ góc nhìn truyền thông, các hoạt động ngoại khóa đang được nhìn nhận như biểu hiện của sự năng động, sáng tạo,
chúng đóng góp vai trò trực tiếp trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cho trường. Số lượng và quy mô các sự kiện trở thành lợi thế cạnh tranh trên thị trường, ảnh hưởng đến quyết định nhập học của học sinh, sinh viên. Nói cách khác, đây là những khoản đầu tư có khả năng đem về lợi nhuận. Trong khi đó, đội ngũ ban tổ chức, hầu hết là các bạn sinh viên, chịu trách nhiệm cho phần lớn khâu quan trọng của sự kiện, nội dung truyền thông, hậu cần, v.v. Trong rất nhiều sự kiện, sinh viên chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình tổ chức, bao gồm lên ý tưởng, triển khai, vận hành, xin tài trợ. Họ là những người trực tiếp góp phần vào thành công của sự kiện. Sinh viên chính xác đã trở thành những người lao động, dành thời gian và công sức để tạo ra các giá trị sinh lời cho nhà trường, nhưng lại không nhận được bất cứ đồng lương nào cho sức lao động của mình. Điểm vô lý nằm ở chỗ, nhà trường vẫn luôn phải trả các chi phí liên quan đến hoạt động truyền thông như là thuê quảng cáo, phí marketing, trả lương cho cán bộ tổ chức sự kiện. Nhưng sinh viên lại nghiễm nhiên nằm ngoài danh sách này. Việc sinh viên làm không lương được duy trì như một luật bất thành văn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thay vì bỏ ra hàng trăm triệu đồng thuê bên trung gian đứng ra tổ chức các sự kiện, nhà trường luôn có sẵn đội ngũ những người trẻ, nhiệt huyết, hăng hái, sẵn sàng chạy deadline đến 3 giờ sáng mà vẫn coi đó là việc đương nhiên phải làm. Đó là biểu hiện của sự bóc lột. 3. Chấp nhận như một lẽ thường. Nhưng tại sao các bạn sinh viên, ngay cả khi nhận ra sự vất vả và bất công, vẫn chấp nhận làm không lương cho trường như một điều hiển nhiên? Trở lại với diễn ngôn phát triển bản thân, các hình mẫu lý tưởng liên tục được đặt ra bởi truyền thông, văn hóa, xã hội, khiến cho người trẻ mặc định đó là thứ họ cần, cố gắng trở thành. Hình tượng sinh viên lý tưởng được tạo ra thông qua những phần thưởng, bài tôn vinh trên báo, fanpage của trường. Một sinh viên giờ đây không chỉ phải có thành tích học tập tốt, họ đồng thời còn phải năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa. Từ đây trở thành ban tổ chức cho sự kiện trường trở thành việc nên làm đối với tất cả các sinh viên. Chuỗi ngày chạy sự kiện được nâng tầm thành những hoạt động nâng cao giá trị bản thân, vốn chỉ dành cho sinh viên nào sẵn sàng điền đơn. Sinh viên không phải làm, họ được làm. Nhà trường không hề áp đặt hay bắt buộc sinh viên phải tham gia các hoạt động. Không ai dí súng vào đầu và hét lên, điền đơn làm ban tổ chức không tao bắn. Nhưng họ cũng liên tục nhắc nhở sinh viên rằng đây là cơ hội để được học hỏi từ những người đi trước, tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này, quen biết được nhiều người tài giỏi, quyền lực. Nếu muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nếu muốn thành công sẽ đến trong tương lai, hãy đi làm và đừng đòi hỏi về tiền bạc. Thậm chí không cần đến nhà trường, chính các sinh viên cựu ban tổ chức cũng sẽ là động lực hoặc áp lực thúc đẩy người khác tham gia. N làm sao có thể yên lòng nếu như các anh chị khóa trước luôn miệng khuyên đi làm cho trường là một việc cần thiết? Làm sao dám không điền đơn khi hội bạn cùng khóa thay nhau khoe ảnh sự kiện với dòng mô tả để tự hào? Hành động tự nguyện điền đơn không nhất thiết đến từ lý trí với những cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng. Quyết định này hứng chịu vô vàn những tác động từ môi trường xung quanh, cảm giác bị thúc ép về mặt tâm lý, ngay cả khi bản thân không muốn là điều không tránh khỏi. Kết quả là những diễn ngôn lạc quan về sự phát triển chính là sự hóa phép từ bản chất là việc làm không công, từ biểu hiện của bóc lột trở thành niềm vinh dự to lớn. Tấm thẻ ban tổ chức được coi như tấm kim bài, một thứ đặc quyền chỉ dành cho thiểu số đã dám nắm bắt cơ hội. Nhà trường và ngay cả chính sinh viên đều muốn tin rằng họ đã khai phá tiềm lực và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà được chèn thêm dòng ban tổ chức tại sự kiện ABC trên trang Facebook trở thành điều mà sinh viên khao khát. Ngoài ra, những lợi ích của việc chạy sự kiện đem lại cũng là lý do khiến cho sinh viên chấp nhận những người khác bóc lột. Nhưng cần phải lưu ý rằng, bất kể những lợi ích ấy có được như truyền thông mô tả hay không, sinh viên vẫn cần nhận được lương xứng đáng với sức lao động họ bỏ ra. Lập luận rằng sinh viên tham gia là để học hỏi thêm kinh nghiệm nên không cần trả lương quá phi lý. Tại sao nhà trường không làm điều tương tự với các cán bộ và các bên dịch vụ tổ chức sự kiện? Những bên liên quan này cũng có được kinh nghiệm, kiến thức và mối quan hệ, tại sao họ vẫn cần phải được trả phí? Việc học hỏi và được trả công xứng đáng chẳng có gì mâu thuẫn, nên không thể lập luận kiểu vì có A nên đừng đòi hỏi B, trong khi sinh viên xứng đáng nhận được cả A và B. Còn cách nào tốt hơn để biện minh cho hình thức lao động không được trả lương của sinh viên bằng cách nói rằng nó đem lại những lợi ích to lớn như kiến thức, kinh nghiệm hay cả mối quan hệ? Nói rằng nó là một phần quan trọng trong quá trình phát triển bản thân, rằng việc chạy deadline đến 3 giờ sáng không phải là bóc lột mà là một niềm vinh dự. Thú thực, tôi không nghĩ bài viết này có thể tạo ra bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của nhà trường. Tôi không kỳ vọng bản thân tạo ra sự thay đổi lớn lao đến thế. Tôi cũng không bất ngờ nếu ai đó vẫn tiếp tục chịu đựng sự bóc lột nhằm đánh đổi lấy những lợi ích lớn hơn trong tương lai. Thay đổi chính sách và hành vi là một vấn đề phức tạp và tôi nhận thức mình không đủ thẩm quyền để bàn chuyện đó. Nhưng nếu có điều gì đó trong bài viết này có thể thay đổi, tôi mong đó là nhận thức của các bạn sinh viên khi làm không công cho trường. Hãy hiểu rằng đó không phải là một lẽ thường, một điều hiển nhiên. Một quyết định đưa ra không nhất thiết thuần túy xuất phát từ nhu cầu nội tại. Nó có thể đang chịu đựng sự chi phối từ vô vàn các yếu tố như văn hóa, xã hội. Thậm chí, ngay cả những quyết định mà chúng ta nghĩ mình được tự do lựa chọn, chưa chắc đã hoàn toàn tự do. Theo đuổi hình mẫu lý tưởng, phát triển bản thân, đây không phải là những điều hiển nhiên,
đặc biệt là khi những hình mẫu và tiêu chuẩn phát triển không được đặt ra để tất cả mọi người đều có thể đạt được. Tương tự với bỏ công sức ra và đừng mong đợi tiền bạc, nó không thể hiển nhiên chỉ bởi vì nó có thể đem lại lợi ích. Hãy cẩn trọng với những sứ mệnh cao cả được gán cho, vì rất có thể đó là phương pháp để người khác bóc lột bạn. Hãy hoài nghi những lẽ thường. Trên đây là toàn bộ quan điểm của tác giả nhé về câu chuyện chạy sự kiện không lương liệu có phải là bản chất của sự bóc lột. Theo bạn thì chạy sự kiện không lương là thêm kinh nghiệm hay bóc lột? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu mọi người thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace.